Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nhân và hôm nay chúng ta sẽ chơi một game mới nha các bạn. Game có tên là Frogs. Ok, và chúng ta bắt đầu campaign nào. Thằng này, cái thằng giống giống như thằng phóng viên này nè, nó nói là start campaign to learn how to play, là mình chơi campaign để học chơi như thế nào. Ok, chơi campaign thôi. Ủa, cái này có Black Gold với Moonshot nè. Moonshot là cái thứ hai. Cái Moonshot này là cái DLC. Mình nghĩ mình nên chơi Black Gold trước. Và mình chơi ở độ khó normal nha. Ok, From the RTFM network, this is Fax News with Sal Vo. With the world's derricks falling silent, the global superpowers are on the hunt for undiscovered oil fields. Here, on the helicarrier ESS Extravagance, rapid deployment forts are being made ready to defend any new reserves found. Có một cái sự khủng hoảng về dầu mỏ hay sao? Their portable reactor technology allows the forts to be upgraded in the field with weapons such as high velocity cannon. Nó là chiến trường các bạn. Plasma beam. Cái đó, cái cục tròn tròn hồi nãy là cái lò phản ứng để cung cấp năng lượng. These bases are capable of packing a hefty punch. However, black penguin oil geologists are rumored to Black Gold là vàng đen các bạn. Vàng đen nghĩa là dầu thì đúng rồi. It could be enough to keep the Eagle Empire going for another decade. But with the Dragon Army and Iron Bear Alliance, kiểu như là đang tranh giành anh em. The race is on. Các thế lực đang tranh giành về dầu mỏ. This is Salvo at the Eagle Empire Fort's basic training ground, reporting for Facts News. Máy bay tóc luôn. Rồi chúng ta có cái gì đây? Rồi. Nó chào mừng mình đến cái Frost, là kiểu như là cái pháo đài các bạn. Nó giống như là cái pháo đài, cái công sự á. Cái pháo đài. Rồi. Tiếp theo là gì? Rồi, tiếp theo thôi. Mình có thể di chuyển. Rồi, mình có thể di chuyển. Hoặc là mình có thể bằng di chuyển bằng phím. Ở đây là cái gì đây ta? Rồi. Dầu nè. Mình có thể kéo anh em. Rồi mình có thể dùng Wheel Mouse để zoom, zoom ra zoom vô, hoặc là Space. Phím Space để zoom nhanh. Zoom về trung tâm đúng không? Nói chung là mình có thể dùng phím Space để zoom nhanh, hoặc là lăn con chuột. Rồi, and a fork. At a fork, wrapping me the middle, drop and pull it out. Rồi. Hơi say các bạn. Mình có thể xây lên. Nhưng mà cái công trình này nó có cái kiểu như là nó sẽ có kiểu như là hiệu ứng vật lý các bạn. Công trình mình có thể kéo ngang để mình xây nè. Đó, nó sẽ tốn. Nói chung là nó sẽ tốn cái năng lượng, với lại cái cuốc là cái gì mình không biết, cái cuốc mình chưa biết các bạn. Bây giờ mình sẽ connect the fork above. Bây giờ mình sẽ kết nối với lại cái dàn trên này. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đó, mình sẽ xây từ từ lên anh em. Đấy, cái này mình nằm mình vẫn nắm thanh ngang được nè. Rồi, mình sẽ xây từ từ lên. Muốn nhìn nó kiểu như là nó lỏng lẻo sao á. Ghê quá. Rồi. Bây giờ mình kết nối được rồi đó. Hay, nhưng mà nhìn nó kiểu cái ghê thế nào á. Bây giờ mình connect mình kết nối cái pháo đài của mình rồi với lại cái công trình trên này. Rồi, destroy all the target. Giờ mình tiêu diệt hết target. Lắc cà nông nè.
đúng không? Mình đạn mình cái này là flak cannon đúng không? À machine gun. Ghê ghê ghê. Machine gun rồi sao? Rồi. À am the weapon. Am là nhắm các bạn. Mình có thể nhắm nè. Ghê vậy. Khủng khiếp vậy. Ok. À. Nó mất thời gian nạp lại nữa, mình bấm E là tự bắn à. Mình bấm E là tự bắn. Cái này là giống như cái chỗ chứa năng lượng hay sao á. À, cái này là cái tầm mà mình có thể điều khiển nè. Và nó sẽ bắn theo cái tầm đó. Rồi bắn ở giữa rồi. Không chết. Ok, destroy all target. Ơ, cái gì đây? Đây là một cái căn cứ ở xa. Bây giờ mình căn cứ ở xa nè. Đây là một cái căn cứ thực sự luôn á, chứ không phải mấy cái thùng đâu. Rồi thắt đèn ao thôi. Ôi, nó bắn mình. Rồi. Bắt đầu quét. À, bây giờ mình cái này là cái cửa các bạn, có thể đóng hoặc mở. Will not support device. Cái này là cái cửa. Nói vô đây. Đúng luôn. Còn hai cái này khác nhau. Black wood racing racing. À very wrong to fire, dễ cháy à. Wrong là gì ta? Nói chung là mấy cái này dễ cháy hết á, hai cái này đều dễ cháy là gỗ mà các bạn. Giờ từ từ rồi bắt đầu weapon mình xây trong này. Đó, cản lại được rồi đó. You can open the door. Shooting. Open the door by shooting through it. À, mình có thể mở cái cửa này bằng cách bắn xuyên qua nó hoặc là mở nó. Đâu, đúng rồi. Đó. Thấy thì nó đóng lại. Đó, thử coi, bắn xuyên coi. À, phải mở ra mới bắn được nha. Thòng dưới rồi. Đó, nó sẽ đóng lại nè. Được của nó. Mày destroy on target thôi. Trên bắn được. Cao quá. Hay là mình bắn ở dưới. Bắn cái công sở ở dưới nè. Mình phải chờ nó nguội nữa. Ngoài. Vậy là mình chỉ cần phá cái lõi năng lượng là xong. Rồi. Rồi tiếp tục. Mà coi như mình đã học xong rồi đó. North America. North America. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chỗ kế bên. Resources and repair. À, nguồn cung cấp và cái và sửa chữa các bạn. Cái này sao? Đây nó giới thiệu cho mình cái reactor này là cái lò phản ứng nè các bạn. Đây là cái lò phản ứng. Nó sẽ cung cấp năng lượng cho cái pháo đài của mình, cho cái công sự của mình, và nó sẽ hỗ trợ cái nguồn cơ bản, cái basic resources là cái nguồn cung cấp cơ bản. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ nó
bằng bất cứ giá nào. Đây là cái gì? À, đây là cái reactor, à đây là cái máu của cái lò phản ứng. Một khi mà nó bị hư hỏng thì nó sẽ không thể sửa chữa nha các bạn. Không thể sửa chữa cái lò phản ứng này. Có nghĩa là mình nó có 100 đúng không? 100 máu đúng không? Không phải cái đèn, không phải máu này, chỉ là năng lượng của nó thôi. Đụng chúng nó một cái, một là cái ống này nó xuống tới đỏ là bùm, y như cái lò hồi nãy luôn. Rồi nha. Nó sẽ sản xuất ra sắt. À, cây cuốc là sắt. Còn cái pin năng lượng, cái pin này là tượng trưng cho năng lượng các bạn. Rồi. Vậy là trong game này mình chỉ để ý hai, mình có hai cái nguồn cung cấp là sắt là cái cuốc và năng lượng là cục pin như thế này. Bây giờ mình sẽ xây mỏ. Mỏ thì chỉ xây được ở dưới lòng đất thôi. Đó. Nó sẽ tăng metal hả? À, đây là cái kho chứa. Đây là cái mỏ và đây là cái kho chứa. Cái kho chứa thì mình có thể xây ở trong. À, không được. Mình xây trong. Đó. Nó sẽ tăng cái giới hạn nha. Nó sẽ tăng cái giới hạn nè. Mình xây thêm cái kho, mình xây thêm cái mỏ thì nó sẽ tăng cái ray. Tăng cái ray này lên nè. Là cái tốc độ đào. Rồi. Tu bin gió thì mình xây trên này là đúng rồi nè. Rồi. Đó, nó sẽ tăng cái ray lên các bạn, nãy các bạn để ý nó tăng cái ray hồi năng lượng lên nè. Rồi. Đây là battery, battery là cái nói chung là cái chỗ chứa điện. Nó sẽ tăng cái giới hạn lên. Đó. Build a third mine on hoặc deposit. À, bây giờ nó kêu mình xây cái mỏ tiếp theo. Có nhiều xây cho nó thoải mái các bạn. Mình sẽ mở rộng cái fork, mở rộng lên trên các bạn, để có 100% cái efficiency, đó là cái hiệu quả của cái tu bin gió. Nói chung là tu bin gió là các bạn hiểu là nó xây càng cao, mình xây càng cao thì gió trên càng mạnh, thì cái hiệu quả của cái tu bin gió càng lớn thì thôi. Rồi mình cứ ê, gì vậy? Mình cứ xây, mình cứ kéo lên trên, mình xây kéo lên đó. Cái này là có nhiêu ta? À, cái này là kiểu như nó bị khuất rồi nè các bạn. Mình có thể bán đó. Đó. Rồi mình xây tiếp lên. Xây tiếp lên. Mắc rồi ha. Ơi, không được nha. Nó hơi nghiêng rồi đó. Cái này mình xây ngang qua đi. Hết rồi hả? Sao? À, cái quỷ này nó chưa xây xong hay sao? À. Mình phải xây cho nó một cái cột các bạn. Nó cũng tuân thủ theo cái vật lý lắm, chứ không phải mình muốn xây sao mình xây đâu. Đó. Rồi cứ xây lên để cho nó chắc các bạn. Cứ xây lên cho nó chắc. Chứ mình thấy mình càng xây lên là nó hơi nghiêng về phía bên trái nè. Đó. Kiểu như là mình phải ổn định cái tháp. Xây lên. Trời mình nhiều mà, đang full. Đó. Thù má, thấy con chỉnh rung rinh nhìn ghê quá. Đó. Trên này là 90 mấy efficiency luôn nè, ngon không? À, bây giờ mình phải xây nữa để cho nó có được 100% luôn anh em. Đây lên đi. Đây lên đi. Lên đây 100% chưa? Rồi. Rồi, 100% luôn rồi. Đó. Đó. Rồi. Ui. Sao? À,
Using R cộng right với left hả? À. Right mouse button cộng left mouse button hả? Bấm R cho nó lẹ. R là nó tự động sửa chữa hết luôn á. Má cái ui. Rồi. Good work, good job gì đó. Thằng này nó xài cái gì mà nó bắn mình đau vậy ta? Hai bên nó cũng đọ nhau về quân sự các bạn. À đây. Ui đau. À, khó chịu vậy. Chết mẹ. À, nó có flash anh không? Đâu rồi? À, nó bắn bành hết nhà của mình rồi. Mình có thể sử dụng mota nè. Mota thì mình không biết cái góc bắn nữa. Cái gì? Mota block by structure right left to delete and try again. À, nó bị cái mota của mình nó bị che các bạn. Bây giờ mình sẽ xây cái mota ở ngoài nè. Đó. Đấy, như thế này. Để phá cái mota của nó trước nha. Wow, không giống bắn gần. Giống bắn gần bào quá. Giống bắn gần bào quá nè mày. Rồi. Mình cứ bấm E thì nó sẽ cứ cái góc đó nó bắn thôi các bạn. Rồi. Rồi mình đổi góc đánh cái rỉa to của nó nè. Bùm. Rồi. Cái rỉa to của mình xong với bố mày rồi. Đó, xuống đó. Nói vừa mình vừa defend được. Rồi ổn rồi đó các bạn. À, nó chửi mình nè. Crush you. Rồi net. North America xong rồi đó. Ui, bây giờ chúng ta qua tới Africa. Châu Phi anh em ơi. Mình đi Châu Phi. Rồi, Castle of Cards. À, thẻ bài hả? Gì đây? À, kiểu như là mình đang trong rừng rậm của Châu Phi hay sao á. Các bạn có thể thấy làng mạc nè. Dragon Army. Trời ơi, cái gì đây? Enemy Building Fort. Rồi. Nó có trang bị mota làm vũ khí nè. They put a sniper here to defend it. Là sao? Control lead to destroy enemy fort. À, control lead.
Đây là cái chỗ mà mình phải bảo vệ. À, nhắm vào những cái chỗ điểm yếu để phá hủy cái chuỗi cái mắt xích hả? Rồi được rồi. Ê, nó bắn mình kìa. Đây thêm cái nữa đi. Đó, mình rút cái. Mấy cái này nó tự defend luôn nè. Hoặc là mình có thể nhắm vô cái điểm yếu dưới này nè. Đó. Rớt hết cái màu tà đó. Đang nóng, đang nóng. Bắn khổ à. Nó phải vô. Mình phải bắn được vô cái chuỗi xích hay gì á. Nóng không? Còn nóng không? Dưới này là nó trang bị cái quỷ kia hết rồi. Khó lắm cho mình. Đó. Nó hơi nghiêng nghiêng rồi đó. Nó hơi nghiêng nghiêng rồi đó. Đó. Rồi. Ok, victory. Ngon lành, ngon lành. À, coi coi cái lò phản ứng nó nổ khủng khiếp luôn. Mà sao nó không để lại phóng xạ nha. Rồi. Africa. Africa là mình phải phải thắng 3 chỗ. Rồi, Second Amendment. Rồi, qua thôi. À, bên này, bên trái chắc lúc nào bên trái cũng là của mình ha. Rồi, nó không có gì. Ơi, cái thằng sniper. Cái này sniper nó sao? A small enemy fort. À bây giờ mình phá. We have bùi mô tả công tác nào. Nhưng mà làm sao mình bắn qua được cái khói mô tả đó ta? À mình có sniper các bạn. Sniper sẽ bây giờ mình phải kết nối cái lò phản ứng này với cái thằng sniper ở trên đó. Làm gì thì làm cũng phải kết nối. Sniper nó sẽ chạy những cái thằng machine gun. Nó kết nối lên lên là cái khói này nó dẫn rồi các bạn. Không phải lo. Đó. Ứng liền. Xây xong là xây lên tới là nó vẫn à. Rồi. Em ơi. Em ơi, em bắn ai vậy? Này đúng không? Thẳng chưa? Học rồi. Lên chơi một chút. Đó, một con nè. Xuống dưới một chút nè. Lên trên một chút nè. Còn một con thôi mà tụi nó vẫn còn bắn được. Cái này mày không có dính nha. Ui sao thấp rồi. Rồi. Hay lắm. Rồi.
đúng không? Tới không? Detroit First Shot. Ủa nó xây lại rồi kìa. Nghe cày, cày thế nhờ. Dưới nè. Ơ tính là mấy sniper này nó bắn nhà thôi, nó bắn nhà giống như gãy ngứa. Bắn đi vô nè, vô nè, gãy. First shot, first two shot. À, từ để mình relay coi. Rồi, rồi rồi, cái này tôi biết rồi. Đâu để mình hoàn thành 3 sao coi, để coi. Có phần phải có một chiến thắng 3 sao chứ. Rồi bây giờ mình kết nối với cái đó. Rồi nó kêu mình làm gì? Prevent machine gun rebuild. Rồi bây giờ mình kết nối lên thôi. Là hai cái viên đầu tiên mình phải bắn chính xác các bạn. Rồi, đây tới đó thôi. Hai cái viên đầu tiên phải bắn chính xác thì mình phải kiếm kích thước hả? Nói nghe có vẻ tào lao nhưng mà phải phải trúng nha. Rồi kết nối rồi đó. Bây giờ mình phải làm sao đây? Phải làm một cái đường thẳng hoàn hảo anh em. Bây giờ first two shot là phải thẳng. Để mình kiếm đồ nghề, kiếm cái thước đi. Mình có cái cũng thẳng nè. Đúng không? Ồ, đúng rồi. Bắn. Bắn. Ư ừ. Nó lại thấp hơn đúng không? À, cái trên nè. Đó. First two shot là vậy nè. Thôi. Và nó kêu là mình ngăn cản là không cho nó xây dựng lại rồi nữa. Cái sniper này khó bắn lắm chứ bộ. Hồi nãy rõ ràng là mình đây này, nó xây dựng lại nè. Đó là mình phải bắn. Mình phải bắn để cho nó không được xây dựng lại. Và hai cái cú bắn đầu tiên là phải chính xác nữa. Đó là mình bắn như vậy. Để tính ra là mình canh kỹ chứ bộ. Thôi không hồi mà hai cái mota này nó bắn hồi là nó banh gì kỳ nạ thiệt. Đây trở lại ha. Đó, nó xài lại rồi. Khó à. Rồi, nó bể cái chân, nó bắn thêm viên nữa là cái chân bể là nó sạch hết cái gì. Xong. Thôi, hôm nay không có được, mình chỉ ngăn cản nữa thôi, chứ hai cái cú bắn đầu tiên mình sẽ cố gắng các bạn. Mình sẽ cố gắng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình nha. Và hẹn gặp các bạn chúng ta tiếp theo.